Vâng. Rồi hết tin hả? Dạ ai ăn không tối rồi, đúng không? Còn lấy kia ta. Được, món hình chết.
Em biết không? Thì biết đi. Tại muốn xóa này cho nó thành nhớ sao? Chuyên nghiệp. Anh đó cũng còn nhớ. Nhắn vô xóa nó không ra gì vậy? Nhắn vô ra xóa chứ. Ừ đi xóa đi. Nó cần sao? Không xóa được nè. Ra ngoài, ra cái đoạn xem chung ạ. Ngoài em chung là kích chữ chặt vào đấy. Xóa hết cái phần tin nhắn hay là xóa phần tin hết luôn. Xóa cái tin ấy đó. Cái tin mới gọi ra cũng là nhớ. Rồi tập sao. Chữ chặt cái gì nữa. Xóa trong đây thì xóa cũng được à, nếu mà xóa thì xóa hết cái này luôn. Ừ, xóa hết rồi. Ồ. Xóa không có được luôn. Đâu. Chặt ở đấy, giữ chặt. Giữ chặt vào nó chứ phải đấy. Chặt mà. Đó, chị chặn khó đâu. Chưa. Ok, đặt. Xóa đi. Xóa hết luôn đi. Để anh xóa hết đi. Máy chú nó đặc biệt thế. Tùy máy chứ. Chú iPhone này nhắn vô là nó hiện ra khó rồi. Không biết. Không xóa không được. Cái máy thường chữ chặt là xóa được. Hả? Máy bình thường chữ chặt là xóa được. Nó sao? Máy bình thường chữ chặt là xóa được. À. Cái vâng. Thế là ai không biết thì sao? Ok, mới đặt nước sổ thôi. Đấy là iPhone rồi. iPhone nữa đó. Phải. Cái gì? iPhone
Cắt lại đi. Thank you.